Trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen, tổ chức ở thành phố Aspen, bang Colorado, tướng Joseph Dunford đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh chính quyền Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa có giới hạn. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đủ khả năng phòng thủ trước một vụ tấn công có giới hạn của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Ông Dunford cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên, bởi theo ông, đây là lựa chọn tốt nhất để buộc chính quyền Bình Nhưỡng hạn chế chương trình hạt nhân của mình và sau cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, giới chức Nhà Trắng khẳng định ủng hộ một dự luật đang được Quốc hội Mỹ xúc tiến nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, Nga và Iran. Các nghị sĩ Mỹ cho rằng một dự luật bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mà các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vừa đạt được là cần thiết. Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được trình Hạ viện xem xét vào ngày 25 tháng 7, sau đó là Thượng viện và cuối cùng trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào cuối tháng 7 này.